Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Chiếc xe này là Toyota Vios E ở phiên bản số sàn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân và lăn bánh đúng 5 vạn 2 km bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị và các bạn nhé. Tất cả là còn nguyên zin. Nguyên zin từ dàn lốp này, dàn lốp theo xe còn mới tinh, rất là dày các bạn nhé. Lốp sưu vua cũng mới tinh, chưa hạ các bạn ạ. Đấy, và nhìn cái chìa khóa xe thì các bạn biết đây ạ. Tất cả là nó còn nguyên bản này, chìa điện này. Hai chìa sưu vua đây còn nguyên từ hãng giao cho chủ xe. Chủ xe vẫn giữ nguyên, còn bọc ni lông này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng. Thưa quý vị các bạn, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios E 2021 số sàn này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần ngoại thất bên ngoài, cũng như là về phần khung gầm, thân vỏ bên ngoài, lốp bên ngoài các bạn nhé, để cho quý vị và các bạn thấy được một chiếc xe Toyota phiên bản E, Toyota Vios E 2021 các bạn nhé. Rất là đẹp, lăn bánh đúng 5 vạn 2 km các bạn ạ. Đấy thì các bạn xem đây ạ, dàn lốp theo xe còn nguyên zin đây này, rất là dày luôn các bạn nhé. Đết lốp là 2021 này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 nhé. Đết 2021 luôn. La răng đúc mặt phay rất là đẹp, cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Đấy, la răng chưa xước sát thế nào nhé. Cả dàn lốp còn 2021 mới tinh đây. Rất là dày luôn bạn nhé. Lốp Bridgestone xịn, rất là dày. Thưa với quý vị các bạn, một dàn lốp nguyên bản của xe, của xe Toyota, đặc biệt là cái dàn lốp Bridgestone này nó cũng rất là bền bạn nhé. Lăn bánh phải được hơn 10 vạn cơ. Đấy, chiếc xe này mới lăn bánh 5 vạn 2. Cả dàn lốp còn nguyên và rất dày, đẹp như này các bạn này. Nếu như mà đã dàn lốp mà đã thay rồi thì chiếc xe phải chạy trên 10 vạn bạn ạ. Đấy, dàn lốp Bridgestone đây, 2021 đây các bạn này. Đấy, cả luôn 4 quả 21, quả sơ cua cũng 21 và còn rất là mới, lát nữa tôi sẽ quay sau bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn về phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cụm đèn pha chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn này. Đấy, toàn bộ đèn pha này đều rất là mới luôn các bạn nhá. Đèn gầm cũng vậy này, rất là mới luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Toàn bộ cả cái mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này các bạn xem đây ạ, đều rất là mới. Với những chiếc xe đời cao như này và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng như chiếc xe này đây thì quý bạn nào mà mua thì lại yên tâm luôn các bạn nhá. Gương chiếu hậu gập điện rồi này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, và cụm đèn hậu cũng vậy đây các bạn này, cụm đèn hậu cũng rất là mới, chưa có bị xước sát hay là nứt vỡ gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất là mới luôn. Xe cũng đã được trang bị từ màn hình Pioneer xịn rồi này, camera lùi này, cảm biến lùi bạn nhé. Đấy, chiếc xe rất là đẹp luôn. Nhìn về những cái phần nước sơn đều rất là mới luôn bạn này. Đấy, nước sơn đều rất là mới, chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Sơn zin nguyên bản của xe còn tương đối là nhiều, chắc là phải đến 99% sơn zin của xe các bạn nhé. Bởi vì chúng tôi mua về là nó cũng có một vài chỗ xước sát rất là nhỏ, chúng tôi cũng không sơn lại đâu, để cho nó zin quý vị các bạn nhé. Đấy, cái phần sườn bên lái đây đều rất đẹp các bạn ạ, chưa có bị xước sát gì cả này. Sơn zin còn rất là nhiều, cả về phần cabo này, các thứ này, ốc cabo cũng còn nguyên zin luôn, chưa có vết tháo đâu các bạn nhé. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đây là phần sườn bên phụ này, nước sơn zin còn nguyên. Đấy, chưa có một cái vết sơn lại đâu các bạn nhé.
và cái phần gầm tôi sẽ quay cho quý vị bạn xem. Với những chiếc xe mà chạy thành phố thì quý bạn xem đây ạ, gầm còn mới tinh luôn này, chưa có bị gì xét gì cả quý bạn nhé. Đấy là về cái phần gầm này. Hơn nữa là chiếc xe này đời cao, mới lăn bánh có 5,2 vạn thôi, cho nên là tất cả nó còn mới là điều đương nhiên rồi quý vị các bạn nhé. Đây, tất cả những phần gầm này đều rất là mới này, mới tinh luôn cả xe luôn bạn nhé. Đấy, tôi quay chi tiết cho quý bạn xem cả phần gầm này, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái hốc cua lốp này các bạn xem đây ạ, cũng đều rất là mới nhá. Trong hốc cua lốp này cũng đều mới luôn này, giảm sóc này, các thứ là đều mới tinh hết luôn quý vị các bạn ạ. 2021 tính ra là lăn bánh 3 năm thôi mà có hơn 5,2 vạn, cho nên là đều rất đẹp luôn bạn nhé. Chiếc xe này còn lịch sử bảo hành trong hãng, cho nên là chúng tôi cũng không tua, hơn nữa là nó chạy cũng ít chứ không chạy nhiều. Đấy, hốc cua lốp này còn mới nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp và đều, cơ bản là đời cao cho nên là đẹp là điều đương nhiên rồi ạ. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, cũng như là về phần keo chỉ của xe. Đây là về phần keo chỉ cánh cửa trước bên lái này, keo chỉ nguyên zin các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, tất cả đều rất đẹp này. Tabi rất là mới đây các bạn này, lăn bánh có 5,2 vạn thôi, cho nên là tất cả đều rất là mới này. Từ những cái nút điều chỉnh gương kính này đều rất là đẹp luôn, toàn bộ từ tabi cho đến táp lô, vô lăng, cần số này, tay phanh này, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Có thể nói là đẹp đều. Và chiếc xe này thì các bạn thấy đấy ạ, chủ xe rất là cẩn thận bọc ni lông rồi, bọc ni lông trần, cho nên là cái nỉ trần này nó còn rất là mới luôn bạn nhé. Nếu bóc cái ni lông này ra rất là mới đấy ạ. Đấy, và nội thất đã có nội thất ghế da rồi, trải sàn da rồi, lót sàn nguyên zin, thảm zin của xe đấy ạ. Đấy, đã có trải sàn da nhé, chân phanh, chân côn các thứ này, tất cả đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe đời cao rất mới này, và sản xuất năm 2021 đây các bạn nhé, sản xuất bởi Toyota Việt Nam. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, từ keo chỉ các thứ còn nguyên luôn này, táp bi cánh cửa này, đấy, đều nguyên và rất đẹp này. Đấy, những cái này chưa có bị mòn xước gì cả đâu các bạn nhé. Kích trong gầm ghế này còn chưa dùng này, đây là cái kích này còn nguyên trong dùng gầm ghế chưa dùng các bạn nhé. Đấy, về đằng sau này, lót sàn này, nội thất ghế da đằng sau cũng ít người ngồi hơn, cho nên là rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về cái phần bên trong của chiếc xe này nhé. Chìa khóa đây các bạn xem này, chìa khóa còn nguyên zin luôn này. Đây là hai chìa sơ cua vẫn còn trong ni lông. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bật điện lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây các bạn này, 5,2 km này chúng tôi cam kết chuẩn không tua quý vị các bạn nhé. Đấy, không tua này, màn hình Pioneer xịn luôn bạn này, màn hình Pioneer là xịn luôn của xe luôn bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất đẹp này, toàn bộ từ tabi cho đến táp lô này, đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số này đều rất đẹp này. Những phần nhựa các bạn xem này, bên trên này là những cái phần nhựa này nhé, rất là mới luôn này. Đấy, mới đều luôn nhé, mới có 3 năm sử dụng thôi và 5,2 km thì nó còn mới là điều đương nhiên rồi các bạn nhé. Đấy, tay nắm này cũng chưa có bị xước sát hay là chưa có bị mòn bóng gì đâu. Đấy, sử dụng rất là ít luôn các bạn nhé. Với những chiếc xe đời cao như này thì quý vị các bạn nào mà đi mua yên tâm luôn ạ. Không như những chiếc xe đời thấp, đời thấp người ta chạy nhiều, chứ còn đời cao này thì gần như là đều chạy ít. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau đây, toàn bộ keo chỉ cốp sau này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên zin luôn quý vị các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào đâu, tất cả còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Và đến những cái thảm ở trong cái cốp sau này cũng đều rất là mới luôn bạn nhé. Thảm cốp sau này. Đấy, và bên khoang trong, khoang trong này cũng đều rất là mới luôn, chưa có bị xước sát gì cả các bạn này. Đấy, cơ bản là chiếc xe không chạy dịch vụ và không có để đồ, cho nên là tất cả nó còn nguyên bản và đều rất mới như này đây ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Thảm nỉ này đều rất là mới luôn các bạn xem nhé. Đây là cái phần nỉ này, các bạn xem này, rất là mới này. Đấy, nỉ rất mới luôn các bạn nhé.
lốp siêu cua mới tinh chưa hạ đâu các bạn này. Đấy, đằng sau này nó hơi bẩn một chút, chứ lốp là lốp đều 21 đây các bạn xem này. Đấy, đét lốp là 21 và chưa có hạ đâu nhá. Nó chỉ hơi bẩn một chút là cho chúng tôi chưa có lau dọn ở trong cái khoang đấy thôi, chứ tất cả là còn nguyên bản và đều rất là mới, chưa hạ tí nào các bạn nhé. Đấy, đều rất đẹp luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, cũng giống như những cánh cửa kia thôi, keo chỉ là còn nguyên zin này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đấy, cho đến ghế da bên trong này, đấy, đều rất là mới luôn nhá. Ghế da này, kể cả phần tựa này cũng đều rất là mới. Đằng sau này ít người ngồi hơn, cho nên là mới đẹp hơn các bạn nhé. Đấy, bậc cửa này, trải sàn này, đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ từ phần nội thất cho đến phần trần, nỉ trần thì bọc ni lông như này rồi. Bây giờ bóc cái ni lông ra thì không khác gì một cái trần mới luôn quý vị các bạn ạ. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía trước đây, toàn bộ những cái phần keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin này. Keo chỉ cánh cửa nguyên zin nhé, chưa có mà mất một phân keo chỉ nào cả đâu. Táp bi cánh cửa này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất mới như này đây. Vô lăng, cần số tay phanh, quý bạn xem đây ạ. Một chiếc xe đời cao lăn bánh hơn 5 vạn, cho nên là tất cả còn rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da là hàng ghế trước này, đều rất là mới như này đây. Tất cả những con ốc này là đều nguyên zin, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn ạ. Tất cả đều rất mới, rất đẹp này. Đẹp từ bậc cửa này cho đến phần sàn. Đấy, và bên trong này là cái phần sổ bảo dưỡng định kỳ các bạn nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và chủ xe rất là cẩn thận này, cũng giữ lại toàn bộ sổ bảo hành đấy các bạn nhé. Đấy, tất cả sổ bảo hành ở trong đây hết rồi các bạn này, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm luôn về chiếc xe này nhé. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng rồi, bảo dưỡng định kỳ các thứ có hết ở đây ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn về chiếc xe này, đầy đủ luôn các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2021 này là một khối động cơ xăng đua VVTi với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và động cơ này các bạn xem đây ạ, tôi sẽ mở cho quý vị các bạn cùng xem. Tất cả là nó còn nguyên bản này, nguyên bản nguyên zin từ ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy cho đến ốc mặt máy này, tất cả đều nguyên zin luôn bạn nhé, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Đều rất đẹp, rất là mới như này đây ạ. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp các bạn nhé. 5,2 vạn, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị các bạn yên tâm luôn ạ. Động cơ của những chiếc xe đến từ đất nước Nhật Bản nói chung và chiếc xe Toyota Vios nói riêng đều rất là bền bỉ quý vị và các bạn nhé. Lăn bánh khoảng 30-40 vạn nhưng chúng ta cứ bảo dưỡng tốt thì cũng không có vấn đề gì cả đâu các bạn nhé. Huống chi là một chiếc xe mới lăn bánh có 5,2 km, không khác gì một chiếc xe mới như này đây ạ. Đấy, và tất cả ốc còn nguyên zin, nguyên zin từ những cái ốc cabo này, keo chỉ cabo cũng là nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả nguyên zin luôn này, chưa có phải làm lại bất kỳ chỗ nào cả. Những cái tem này là còn nguyên zin hết này. Đấy, tem nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, và những cái thảm nỉ ở trên cái cabo này cũng đẹp như mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, thảm nỉ này, ốc cabo này, ốc tai này. Đấy, và xương đầu này, đằng đầu này thì các bạn xem đến những cái nút nhựa này, cái vít nở nhựa này còn chưa có vít nào bị tháo đâu các bạn ạ. Đấy, tất cả còn nguyên zin hết này, đều rất đẹp như này đây các bạn xem này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E 2021 lăn bánh 5,2 vạn, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng này. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng thưa quý vị bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 lăn bánh 5,2 vạn này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2021 này quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.